Nói tôi mà như đề đặt cái trời. Money. Bỏ cho mình cho gì đâu đi này đi về cho chứ nói là có mình vốn không mình xem dễ dễ tí nữa. Công việc này tạo video đi làm YouTube ấy, YouTuber thì làm đã kiếm được 49 người đăng ký này à đâu 39 người đăng ký nhỉ, gần gần những người đăng ký rồi em làm. Ô thì mèo biết ai biết về biết mèo biết làm gì không? Là mèo trẻ đăng ký cái lớp học tạo phần mềm APK học phần mềm game hoặc ứng dụng trên điện thoại ấy. Học hết một trình thức làm nhiều năm tiền lắm. Bạn đang gần nhiều người bạn này cũng tương đối nhiều người đang về đang tính học thêm cái đấy. Mình giải lên máy tính rồi làm việc thế thôi. Anh nói là sẽ học cái lập trình trình để làm cái phần mềm APK cái phần mềm ứng dụng cho cái điện thoại này. Trời ơi anh trẻ lắm, mình tự làm mình đưa lên đưa up lên trên cái ABBA và cái Shopify này rồi chất lượng là nó quảng cáo là có tiền rồi. Không biết là ai hay biết là thằng Quảng Đông. Thank you.
Xe đưa đi ảnh ngân hàng. Đưa YouTube thì chỉ có đưa video chứ đưa ảnh thì nói là em ghép ghép mà nó không thích, xem người thật em nó quay mình cho nó đưa lên. Ý là sau khi là mình chụp ảnh nhiều, chụp ảnh thằng tiên hay chụp ảnh gì đó, mình có khuôn mặt cái da thằng tiên gì đó, mình sẽ được nổi tiếng, rồi từ nổi tiếng thì mình sẽ quay cái video, quay clip trực tiếp á. Có mấy con nhỏ giờ này nổi tiếng rất là đơn giản, chụp ảnh đẹp nè, ảnh thẻ đẹp cũng nổi tiếng nữa, không giật bồ giật chồng một khác cũng nổi tiếng, không bị chụp lén rồi nổi tiếng. Có sự căng đan để đó. Cái thời gian nghèo còn sớm này mới 18 này là thích làm gì được này, phấn đấu đi ngày kiếm tỷ bạc nếu mà nổi tiếng. Đấy lên rồi, vậy thì hết rồi. Alo.